những xiên thịt phơi nắng không rõ nguồn gốc hàng ăn vỉa hè, khói bụi nhưng lại được rất nhiều người dân ưa chuộng. Thức ăn đường phố ẩn họa khôn lường. Thức ăn đường phố từ lâu vẫn luôn là sở thích lựa chọn của nhiều người vì giá rẻ và tính tiện lợi của nó. Không chỉ ăn tại đường phố, nhiều người dân còn lựa chọn mua thức ăn đường phố để phục vụ cho mâm cơm của gia đình. Hà Nội là trung tâm của cả nước, đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là nơi giao thoa và hội tụ của các nền văn hóa, là nơi thời tiết, khí hậu đủ để tạo nên sự hấp dẫn tuyệt vời đối với du khách thập phương. Vì thế nên thức ăn đường phố lại càng trở nên thú vị và quyến rũ. Bên cạnh những món ngon mang đậm nét ẩm thực Hà Thành với đặc trưng bán tại đường phố nhưng được kiểm soát chặt chẽ bởi các tiêu chí an toàn thực phẩm, người ta có thể liệt kê ra hàng chục, thậm chí hàng trăm món ăn đường phố chưa kiểm soát được các khâu chế biến và phần lớn người bán loại thức ăn đường phố này đều thiếu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại con phố Tạo Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ ban ngày tới chập tối, chỉ vài trăm mét, nhưng đã có hàng chục hàng ăn lề đường luôn tấp nập kẻ bán, người mua. Từ cháo lòng, chè, khoai lắc, thịt xiên cho tới các loại nước uống. Thức ăn được chế biến ngay tại vỉa hè, nơi khói bụi của rất nhiều phương tiện qua lại. Và nguồn gốc cho các loại thực phẩm đều phụ thuộc vào lương tâm và trách nhiệm, cũng như đồng tiền trong túi của người bán. Tôm này là tôm hải sản đấy, công ty hải sản nó làm, chứ không phải là bác làm. Thức ăn đường phố chưa được kiểm soát ngày càng phổ biến cùng với nếp sống đô thị hóa bởi nó cung cấp nguồn thực phẩm phong phú với giá cả phải chăng, mang hương vị đặc biệt lôi cuốn người tiêu dùng. Loại ẩm thực này vừa đa dạng vừa tiện lợi cho những người có thu nhập thấp và eo hẹp thời gian, lại tạo được nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều người. Em nghĩ một phần cơ bản thì rất nhiều bạn là các bạn có lịch học thêm hoặc là các bạn phải học. Các bạn nó không kịp ăn sáng ở nhà cho nên là các bạn phải mua những cái đồ ăn đấy để các bạn ăn trên lớp. Một phần nữa là những cái đồ ăn ở ngoài thì nó có rất là nhiều loại khác nhau và cái giá thành của nó thì cũng thường rẻ hơn so với là mua chỗ khác. Thực phẩm bẩn không chỉ len lỏi vào bữa cơm của mỗi gia đình mà còn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ, ngay trước cổng trường học. Người chế biến thì không đeo găng tay, nguyên liệu, gia vị thì không nhãn mác. Thực phẩm vẫn được học sinh tiêu thụ hàng ngày mà không hề quan tâm có sự kiểm định an toàn nào. Người mua thì cũng sẵn sàng chọn ngay vỉa hè, lề đường, vệ đường, vừa làm chỗ ngồi, vừa làm nơi để đặt thức ăn, vừa làm nơi đặt thức uống. Thậm chí là ngồi ngay trên xe dưới lòng đường để ăn một cách ngon lành. Thức ăn đường phố xuất hiện khắp nơi, từ ngõ ngách tới đường lớn, được bày bán nhiều trên vỉa hè, trước cổng trường, bệnh viện, rạp hát, cơ quan, bên lề đường đường phố, trong các chợ, các bến tàu, bến xe, hội chợ. Món ăn cũng đa dạng, từ 8 đến 20.000 đồng. Chính vì mức giá rẻ và phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân lao động và học sinh sinh viên, nên họ cũng dễ dàng lựa chọn và coi đó là món ăn vặt khoái khẩu, dù đã được cảnh báo là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mình là một người rất thích đồ ăn vặt và mình có thể ăn vặt 2 đến 3 lần một tuần. Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình cũng khá lo ngại và cũng cân nhắc nhiều, nhưng đôi khi buồn mồm hay là kiểu cùng bạn bè ăn vui là chính nhỉ. Gần đây nhất là vào đầu tháng 10, phòng 6 Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường của Công an đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội triệt phá một kho hàng thực phẩm đông lạnh với quy mô cực lớn tại địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Số lượng lớn thực phẩm bẩn đã bị thu giữ. Chẳng hạn như lô thực phẩm heo đông lạnh có hạn sử dụng chỉ đến tháng 12 năm 2020, nghĩa là đến nay đã hết hạn gần 2 năm. Qua kiểm đếm, bên trong các thùng hàng chủ yếu chứa các sản phẩm thực phẩm đã qua sơ chế như chân gà, móng lợn, dê muối và nhiều đùi lợn muối Tây Ban Nha. Một đặc điểm chung là tất cả các sản phẩm đều có xuất xứ ở nước ngoài và đều là các lô hàng 3-0, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch, không được cấp phép nhập khẩu theo quy định. Vâng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch 5329 về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và lễ hội đầu xuân. Thì toàn thành phố đã thành lập được 806 đoàn kiểm tra liên ngành từ tuyến thành phố đến tuyến quận huyện thị xã và xã phường thị trấn để kiểm tra đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì trong quá trình kiểm tra thì số cơ sở đã được kiểm tra
là đến thời điểm hiện tại là được 20.668 cơ sở, trong đó có 16.985 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 82.1%. Ngoài ra thì cái tổng số những cái cơ sở vi phạm hành chính là lên đến trên 600 cơ sở và số tiền xử phạt là trên 4 tỷ đồng. Số cơ sở bị tịch thu giấy phép thì là 46 cơ sở và số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm là 28 cơ sở với 76 sản phẩm. Ngoài ra thì còn nhắc nhở những cái cơ sở chế biến và cái cơ sở sản xuất những cái tồn tại và đề nghị về khắc phục mới được đi vào sản xuất. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã thu giữ rất nhiều thực phẩm bẩn ôi thiêu đang trong quá trình phù phép để đưa ra thị trường. Rất có thể những loại thức ăn được bày bán đa dạng tại vỉa hè với mùi vị thơm phức ấy được chế biến từ những thực phẩm này. Nó đã trải qua công đoạn phù phép để thịt ôi cũng biến thành thịt thơm. Các loại thực phẩm, dầu mỡ ở các quán ăn vỉa hè hầu hết đều không đảm bảo tiêu chuẩn. Những loại dầu mỡ thường đã biến chất do được tái sử dụng nhiều lần và không đảm bảo cho sức khỏe. Khi các chất có trong dầu thực vật hay mỡ động vật đã bị biến đổi thành những chất khác, độc hại hơn rất nhiều, làm cho các protein trong cơ thể bị biến dị, dần dần tự chuyển hóa thành các tế bào ung thư giai đoạn đầu tiên. Chúng ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với gan và hệ tiêu hóa. Hà Nội với vai trò là trung tâm phát triển du lịch của cả nước, là vùng đất ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ những giá trị to lớn của lịch sử phát triển đất nước. Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2030 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đã xác định du lịch Hà Nội sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp và xứng đáng là trung tâm du lịch của khu vực và cả nước. Nhận thức được vấn đề này, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, cơ quan trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã tăng cường thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật, tổ chức đoàn các cấp, trong đó có báo Tuổi Trẻ Thủ Đô với vai trò là cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Hà Nội đã tích cực tuyên truyền nhằm đem đến kiến thức hữu ích cho người dân thủ đô và du khách thập phương để những món ngon đường phố mang đậm bản sắc Hà Thành song vẫn luôn an toàn về sức khỏe, tính mạng của người mua, nhất là những khách hàng trẻ tuổi.